Huyện Côn Đảo là địa phương cuối cùng được chúng tôi ghi nhận trong chương trình trưa nay. Thưa quý vị, nâng cao nhận thức cho học sinh về lịch sử địa phương, về truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo tổ chức chương trình học lịch sử địa phương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo. Đây là một hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử mà còn vun đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho học sinh. Mở đầu cho các hoạt động tri ân tìm hiểu lịch sử địa phương của thầy và trò trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo là lễ viếng dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương. Sau lễ dân hương, giáo viên và học sinh nhà trường đã dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang và các phần mộ liệt sĩ, đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại đây. Nghĩa trang Hàng Dương có 1.921 phần mộ, trong số này chỉ có 713 phần mộ có danh tính. Thông qua những hoạt động này, nhà trường cũng muốn các em là hãy gìn giữ và phát huy văn hóa của dân tộc. Và ngoài ra những hoạt động này cũng là một cái kỹ năng để các em tiếp cận với cái thực tế và nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu của cái yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong chuyến học tập lịch sử ngoại khóa, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã tham quan khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo, bảo tàng Côn Đảo. Qua từng địa danh, từng câu chuyện và những chứng tích còn được lưu giữ, các em học sinh được mắt thấy, tai nghe để cảm nhận sâu sắc về một thời hào hùng của dân tộc, để hiểu thêm về lịch sử qua những trải nghiệm thực tế. Theo con thì các hoạt động này đã mang lại cho chúng ta tìm hiểu về di tích lịch sử của nơi Côn Đảo linh thiêng này, mang đến cho các bạn nhiều ý nghĩa. Tức là có ích cho cái quá trình con tiếp thu lịch sử. Con nghĩ là không học lịch sử không chỉ là học cái kiến thức ở trên lớp, không chỉ học lý thuyết mà mình cần phải đi trải nghiệm. Điều đó giúp cho tụi con biết ơn hơn về những người anh hùng liệt sĩ và cũng giúp cho tụi con biết thêm nhiều cái thêm về lịch sử Côn Đảo, cho nên là nó cũng là một cái nguồn động lực để con có thể tiếp tục học tập và rèn luyện nhiều hơn để có thể đáp lại cái sự hy sinh của những người anh hùng liệt sĩ. Thông qua các hoạt động này thì các em cảm thấy rất là hào hứng, các em rất là háo hức, rồi cái sự chuẩn bị các em rất là chu đáo, đến là đúng giờ, rồi các em tham gia rất là tích cực và lắng nghe. Điều đó chứng tỏ là các em rất là thích, rất là cảm thấy rất ý nghĩa khi mà có cái hoạt động trải nghiệm này. Giáo dục truyền thống lịch sử thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế không chỉ giúp học sinh yêu thích môn lịch sử mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Côn Đảo.